bạn mình ơi, đường này mọi người á kể chuyện lạ lắm. Họ kể về ông ngoại của bạn đó. Ông tôi làm sao? Chính mắt ba Sơn nhìn thấy điều đó mà. Bạn tin đó hả? Ấy chà, đây là cháu của giám đốc cung cấp thực phẩm đó hả ta? Mới nhắc cái coi liền, chết chắc linh dữ lắm. Ê Nguyên, dạo này nhà mày nhiều tin vui ha. Tao cảnh cáo mày là đừng có đi đồn nhảm nữa. Đồn hả? Tụi bay nhắc tao mới nói thôi. Mày công nhận cô hiệu phó với ông ngoại mày đáng nghi lắm mà nghe. Mày thôi đi nha, không có chuyện đó đâu. Thích thiệt ha, đã có mẹ làm con giáo rồi, sao có bà làm hiệu phó nữa, quá không? Bây giờ mày muốn sao? Muốn lộn rồi. Bỏ đây lại ra. Quýnh lộn. Mày nói là gì vậy? Muốn lộn mà. Dạ thưa thầy, bạn ấy nói là bạn ấy thích ăn món này. Có chuyện gì vậy hả? Nè, mày đưa đánh lộn hả? Dạ đâu có đâu. Quên, đứng lại cho mẹ. Mày đưa đánh lộn đúng không? Là lỗi của ai vậy? Quên. Dạ. Lỗi của ai? Dạ, dạ em không biết gì hết. Cái chuyện này là cô đây biết, em biết mà cô. Chuyện là vậy nè. À, tốt rồi, coi như bản hợp đồng nó được hoàn tất. Mong ông thực hiện đúng và chất lượng của thực phẩm. Cảm ơn ông. Vậy tất nhiên là như vậy rồi, chúng tôi luôn đặt chữ tín là hàng đầu mà. Vâng, rồi, xin phép thầy. Chào ông. Ừ, ba nghe. Ba đang quen cô hiệu phó phải không vậy? Cái gì? Con hỏi là ba đang quen cô hiệu phó phải không? Phải không vậy? Cái con nhỏ này làm gì có cái chuyện đó. Con hỏi ba bây giờ ba đang ở trường đúng không? Ba với con gặp nhau đi, con sẽ nói chuyện với ba. Gặp nhau ở chỗ cũ, nhanh lên. Biết chuyện của tụi mình rồi mà nó sắp tới đây rồi. Ôi trời, bây giờ phải làm sao đây? Nó sắp tới đây, tôi có nói với nó là không phải thì bà ra bà gặp nó, nó có hỏi thì bà cũng nói là không phải nha. Nhưng mà nó lỡ biết rồi thừa nhận luôn đi ông. Tụi mình không được, bây giờ là không được. Nhưng mà tại sao? Thì tôi nói là không được là không được, đã kể cho bà nghe rồi đó. Tôi hiểu rồi. Làm vệ sinh nè. Ai không? Ủa sao cứng nhắc nè? Bữa nay có tiếng thức không ở đây? Ủa? Gì vậy? Vậy coi dùm nó hơi mở cửa ra coi. Ông làm gì đi? Nguy mất. Mở cửa ra. Tụi nhỏ mày vô là mở cửa ra nhìn lên. Kỳ cách gì đi ông? Làm vệ sinh nè. Ai không? Ai không? Ủa gì vậy? Khi xuống là bảo vệ nhanh lên. Nhanh. Coi dùm nó không? Vệ sinh mà. Tôi để cái này vô khi nào mà tôi tông cửa tôi chạy ra mà nói là ăn trộm chứ. Coi dùm nó không vậy? Không sao. Mở cửa ra nhanh lên. Mở cửa ra. Trễ giờ rồi trời ơi. Mở cửa ra coi. Không được đâu. Mở cửa. Làm cái gì chẳng có mở cửa. Mở cửa vậy. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Cẩn thận. Công ty có chuyện gấp, ba phải về giải quyết ngay, không có gì đâu, tin ba đi ha, về nhà nó tiếp nghe. Ba gì? Ba nói thiệt cho con biết đi, mối quan hệ giữa ba với cô hiệu phó là cái gì vậy? Ba đã nói nhiều lần rồi là không có, là không có. Tụi học sinh nó đi đồn kìa, nó nói là ba đi coi phim với cô hiệu phó, tụi nó gấp gặp ở rạp chiếu phim á. Trời ơi trời, tôi còn không biết cái rạp chiếu phim mặt mũi nó sao mà tôi ra có việc rạp chiếu phim làm cái gì.
Vậy chứ tụi nhỏ nó dựng chuyện nó nói xấu mà làm gì hả? Thôi thì con nít quá. Con nít mà nói dựng cái chuyện gì mà chả được. Đó, nhiều khi nó nói xấu người này người nọ. Bây giờ con tin con nít hay là tin ba? Coi như là con tạm tin ba đi. Con cũng không nghĩ là ba mất hình tượng tới nỗi mà đi cặp bồ cặp bịch giảm nhí như vậy đâu. Mà cặp với ai không cặp? Đi cặp với cái bà hiệu phó biến thái này chứ. Người gì đâu mà đi đứng ẻo lả. Đã vậy còn có cái tật biến thái thích nhém người học sinh nữa chứ. Bệnh hết sức là bệnh nè. Không có đơn giản mà người ta kêu bả là bà cô biến thái trong trường con đâu. Trời ơi trời, nó lèm bèm hoài vậy nè. Bà thì có liên quan gì đến ba? Thôi đi ra ngoài đi. Mà lên. Ủa ba, chân ba bị sao ạ? Đi cầu thang trật té dùm đá. Nghỉ ngơi đi nha. Có gì á kêu con vô con xoa bóp cho. Anh Trọng, con là anh Trọng. Anh Trọng, anh Trọng đi, anh lên đó lại. Anh Trọng đi, anh Trọng lại. Có chuyện gì vậy hả? Gì? Ăn trộm, ăn trộm. Em thấy có tên ăn trộm, đeo cà vạt màu tím đó cô. Ăn trộm, bố người ta ăn trộm, ăn trộm. Ba. Hả? Hồi sáng nay ba lên trường con ba đeo cái cà vạt màu gì vậy? Cà vạt là cà vạt gì? Ba đeo cái cà vạt màu tím đúng không? Tím gì đây, ba làm gì có cái quạt vạt màu tím? Không, con nhớ rõ ràng là ba có cái cà vạt màu tím mà. Ba đậm tuổi rồi, không ai xài màu tím hết, hiểu không? Con nhớ rõ ràng là ba có cái cà vạt màu tím mà. Ờ, kiếm đi, kiếm hết cấp phòng đi. Mẹ ơi, thầy về nè. Ta về kìa. Rót nước mời thầy, đợi thầy mẹ chút xíu mẹ ra liền. Kỳ vậy ta. À dạ. Đào chân tôi ra. Đi đâu mày? Trời ơi. Chết con này. Chút nữa con vô đó. Làm mới đóng cửa. Phải công nhận cái con qua nhà tôi nó tinh lý quá bà ơi. Trời ơi. Nó nghi tôi là kẻ trộm. Nó mới hỏi là hồi sáng tôi mặc cravat màu gì. Đó, tôi nói làm gì tôi có cravat màu tím. Công nhận nha, ông giỏi thiệt đó. À chết. Chết rồi, coi chừng nó hỏi thầy hiệu trưởng quyền. Bị hồi sáng tôi có vô có gặp ông hiệu trưởng. Ông yên tâm, ông thầy hiệu trưởng đó mù màu mà. Vậy hả? Vậy là tôi yên tâm rồi. Ôi mà nghĩ lại trong lúc đó đó hả, ngàn cơn treo sợi tóc. Trong phòng thì tôi ôm mà chỉ có một nam một nữ. Ôi trời ơi, lỡ như bị phát hiện không biết phải làm sao nữa đó. Tôi cũng sợ chứ bộ. Tao nói tôi chạy trối chết luôn. Mà công nhận hồi sáng nha, ông chạy nhanh thiệt đó, nhanh như thú vậy. Chạy nhanh như thú hả? Giờ sao bà nói gì tôi cũng nghe tôi mắt lòng mắt giả nha. Ê, mà cái chân của ông sao rồi? Hả, bị thương ở đâu không? Sức khỏe nó thiệt á, cường tráng lắm bà ơi. Ủa nhà bên bà có nuôi chó hả? Mấy đứa nhỏ có nuôi con bà. Chó không phải là mồi. Ông chờ tôi chút xíu chó. Nha bảo vệ chó là bạn không phải là mồi. Bảo vệ chó, bảo vệ chó. Mấy đứa dạ tối rồi sao ông lên phòng nghỉ ngơi đi, đứng đây hát hò la hét chi chân chó nó sủa vậy hả? Dạ con xin lỗi cô. À, cô tâm cảm nha, tại tụi con đang tập cho cái đại nhạc hội bảo vệ động vật bên khu phố 7 á cô. Tập tiếp đi anh. Ông à, mình nói tới đâu rồi? Thôi, kêu vợ xuống ăn cơm. Dùng cơm. Con ở ngoài rồi ba. Ở ngoài ngồi đây làm chi? Bới cơm. Dạ, vợ con kêu là tập trung tất cả mọi người ở đây. Chi vậy? Con cũng không biết nữa. Con cũng không biết.
Việc gì phải nói dối con? Ba không có việc gì phải nói dối. Bao nhiêu lần ba nói là không hề có cái chuyện đó. Con đã truy lùng được những cái chứng cứ, và con khẳng định được là 99.9% ba nói dối. Nói dối cái gì? Chứng cứ gì? Chứng cứ thứ nhất. Cái gì vậy chị? Vé xem phim xuất chiếu là 7:30 vào ngày 7 tháng 9. Vào ngày hôm đó có hai học sinh của trường con đã phát hiện ra ba và cô hiệu phó đang cười cười nói nói trước rạp chiếu phim. Đánh đi, trời ơi, cái gì mà chạy qua vậy? Chán. Em yêu, tại sao không ôm anh đi? Hai sau lưng giống như cô hiệu phó với ông già thực phẩm mày. Là một túng xa phí. Đúng rồi, phó rồi. Đẹp, thiệt đẹp, thiệt đẹp. Tại sao lại đi với nhau? Sao tao biết? Mày quen nhau. Ba đã khẳng định với con là ba chưa từng tới rạp chiếu phim. Nhưng con đã tìm thấy hai cái vé xem phim này ở trong túi áo vest của ba. Hả? Ba phản đối. Phản đối vô hiệu. Là chứng cứ thứ hai. Vào ngày 8 tháng 9, phòng thí nghiệm của trường con đã xảy ra một vụ có trộm, và tên trộm chỉ có một mình cô hiệu phó trông thấy. Và sau khi xác nhận, tên trộm được nhận dạng là đang đeo chiếc cà vạt màu tím. Là ba không hề có cái cà vạt màu tím nào. Nhưng con đã vô tình phát hiện ra một góc cà vạt bị cháy nham nhở, và mặc dù nó lẫn ở trong đám tro, nhưng sau khi được xem xét chất liệu và màu sắc, con rút ra được một kết luận: đây chính là một phần của chiếc cà vạt màu tím. Cái này chỉ là phản đối vô hiệu. Ủa tao có nói gì đâu. Đây là bằng chứng thứ ba. Thứ ba, đây là chiếc camera mà con đã ghi lại đoạn phỏng vấn tất cả những em học sinh đã nhìn thấy ba và cô hiệu phó trước rạp chiếu phim vào ngày 7 tây tháng 9. Mời mọi người coi qua. Có phải hai em đã bắt gặp cô hiệu phó và ông giám đốc công ty thực phẩm hay không? Dạ, em chắc chắn nó là cô hiệu phó. Có người đi chung với cổ á thì em không nhìn rõ là ai, nhưng mà nhìn dáng dốc giống như là ông giám đốc cung cấp thực phẩm của trường mình đó cô, mà tại không gặp thường xuyên nên không biết. Hai đứa nhìn cho kỹ, có phải người trong điện thoại không? À đúng rồi cô, đúng là người này nè, lần đó em có gặp đó, đúng không mày? Dạ đúng rồi cô, đúng rồi cô. Hai đứa chắc chắn chứ? Dạ. Cảm ơn hai em. Nó nói gì qua đâu có hiểu. Phản đối vô hiệu. Con chưa có nói cái gì mà. Tổng hợp lại tất cả những bằng chứng con để trình bàn, con khẳng định lại là 99.9% ba và cô hiệu phó đang lén lút hẹn hò với nhau. Ba, có phải vậy không ba? Dù không ba. Trời ơi, ba có lỗi gì với con? Ba có con theo dịch cái chuyện này hả? Đem bà dài quý giả đắc gì là đổ tội cho ba hả? Ba, con rõ ràng đã lượm được mấy cái đó. Lượm cái gì? Đây, cái vé này. Cái vé này ba thấy ai quăng ở dưới đất, ba lượm ở tính bỏ thùng rác, mà ba quên để ở trong túi. Đây còn cái này nữa. Cái cà vạt này, đây một cái miếng vải gì đâu về đây. Nói là đặt cà vạt một tiếp, ai mà tin được. Còn nghe lời, đi nghe lời mấy cái thằng nhóc này đổ tội cho ba mình. Con thấy con làm gì con quá đáng không hả? Ba tính chối tội hả ba? Ba không chối tội. Mình ơi, ba khóc làm gì vậy? Trước khi mẹ con mất mà ba còn làm cho mẹ con đau lòng, ba khóc làm gì vậy? Ba đã nói là hiểu lầm hết, tại sao không ai tin hết? Ta nói là không phải là như vậy mà.
lầm gì hả bà? Bà đã hiểu lầm lần sau. Trước khi mẹ còn nhắm mắt, bà còn làm cho mẹ con đau lòng, bà hiểu lầm cái gì? Bà đã sai, nhưng mà lần này là bà hoàn toàn trong sạch con à. Hoàn toàn trong sạch? Từ ngày xưa tới bây giờ, bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần mẹ con chứng kiến bà lăng nhăng rồi. Bà trả lời cho con biết đi, bà cưới mẹ con là cái gì? Bà cưới mẹ con là cái gì vậy? Có thể là bà đã sai, bà đã sai thật. Nhưng mà thật sự trong tim bà chỉ có một mình mẹ con, và cả cuộc đời này cũng chỉ có một mình mẹ con thôi. Bà làm ơn đi, bà đừng có nói với cái lời bay mộng đó nữa. Con có tin đâu? Con có tin là bà đừng có nói được không vậy? Bà không nói những lời bay mộng. Thôi được rồi, các con sẽ ở cạnh ba suốt cuộc đời cho đến ngày bà nhắm mắt. Các con hãy quan sát nó thiệt kỹ. Bà hứa với các con, từ đây đến ngày bà nhắm mắt là chỉ có một mình hình ảnh của mẹ con ở trong tim này thôi. Các con hãy chống mắt lên coi, trong lòng ba chỉ có hình ảnh mẹ con mà thôi. Phản đối hiệu lực. Còn ai đâu được phản đối? Nè, cảm ơn ông nha. Cảm ơn cái gì? Được chở bà là tôi hạnh phúc lắm rồi. Ông chờ tôi một chút. Rồi. Bà nghe. Dạ, con đang ở bệnh viện chờ tháo băng. Ba đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không? Gạo từ An Giang chở tới rồi, nhưng mà ở nhà không có ai nhận hết á. Con qua đâu? Con có gọi rồi, cậu nó tới trường rồi. Hình như là lấy hồ sơ giấy tờ gì đó. Cái gì? Nó đang ở trường hả? Trời ơi, nó lên văn phòng hả? Ôi trời, tôi đã kiếm hồ sơ mà ông tắt đèn để làm gì? Con qua hả? Con qua nó tới. Ôi trời, lẹ. Ai đó? Nè, ai đó, đứng lại. Ai đó? Đứng lại. Ai đó? Ai đó? Ai đó? Rồi sắp thoát rồi. Rồi sắp rớt rồi. Lẹ lẹ lên đâu? Như vậy mà ba coi được á hả? Lúc con khẳng định 99% á thì ba nói là không phải. Bây giờ là ba thích nói dối con cái lắm hả ba? Cái gì? Ba, tại sao vậy? Ba làm như vậy mà ba không thấy ăn năn, không thấy hối lỗi gì với mẹ con hết hả sao ba? Em bình tĩnh đi, từ từ nói. Bình tĩnh cái gì? Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Im đi. Con nói thiệt ba đó, bộ ba không có thấy ăn năn, không thấy hối hận gì một chút nào với mẹ con thiệt hả ba? Em ơi, em bình tĩnh lại đi. Thiệt ra chuyện ba đi với cô Hiểu Phó trong ngày giỗ của mẹ là có lý do chính đáng mà. Cái... anh nói lại cho em nghe coi, cái gì vậy? Ủa, chứ không phải em giận vì chuyện đó hả? Lúc cuộc là sao vậy hả ba? Làm vậy mà coi được đó hả? Vậy mà cái hôm đám giỗ ba còn nói là ba đi thăm bệnh đó hả ba? Bộ ba không thấy ăn năn hối lỗi gì với mẹ con hết hả? Không, không phải. Chuyện là bây giờ tôi điên lắm rồi, tôi không có sống nổi trong cái căn nhà này nữa. Bỏ đi, bỏ đi. Không có hậu, không biết sống sao vừa lỏng nhà nữa. Thôi chuyện vậy rồi ba cũng đừng buồn nữa nha ba. Cái người mà tao buồn nhất á là mày đó. Sao vậy? Bắt Thank you.
phút nữa. Bà ra đây đi. Như vậy là sao hả ba? Ba còn nói dối con nữa hả ba? Rõ ràng là hai người đã quen nhau mà. Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Ba có cần phải nói dối con nữa không? Chắc là không rồi. Nếu như mà hai người ngay thẳng thì đâu có cần nói dối con gái của ba làm cái gì. À, cô Hoa à, cô nói gì mà nghe nặng lời quá vậy? Thật ra tôi với ba cô á, tôi cũng đã định nói chuyện với cô lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cơ hội thôi. Hơn nữa tôi với ba cô á, đâu có làm gì mà sai với đạo lý đâu. Sao cô lại nói chúng tôi không ngay thẳng hả? Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Trước khi mẹ con mất, ba cũng làm cho mẹ con đau lòng vì cái thói lăng nhăng của ba. Ba quên hết rồi hay sao vậy? Sao lại đem cái chuyện đó nói ra đây hả? Ba, ba quên mất rồi hả? Cái ngày mà đưa tang mẹ con, ba đã hứa gì với tụi con? Ba quên hết rồi hả ba? Ui, để về nhà nói. Con phải nói, ba phải cho con nói. Mẹ con mất chưa được 3 năm mà ba. Ba làm như vậy là sao chứ? Rõ ràng là hai người có mối quan hệ mờ ám mà. Cô, chị nhà mất chưa được 3 năm à? Sao ông lại nói với tôi là chị đã mất 11 năm rồi mà? Ba tôi muốn nói dối để cố tình quen cô chứ sao nữa.